Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Trần Invest Đánh giá về cái xu hướng của thị trường cho đến thời điểm hiện tại Thì anh chị em có thể dễ dàng nhận diện cái cách hoạt động của thị trường trong thời gian vừa qua Kể từ khoảng tháng 9 trong thời gian vừa qua cho đến thời điểm hiện tại Nó đang dần hoàn thiện về cái mẫu hình biên độ thu hẹp Và lần thu hẹp này là lần thu hẹp thứ ba rồi Và sau mỗi lần thu hẹp, cái sự biến động của thị trường Nó càng dần siết chặt lại đến thời điểm hiện tại Sau cái nhịp giảm vừa rồi trong khoảng nửa tháng vừa rồi thì thị trường nó giảm khoảng gần 5% tính từ cái vùng 1310 điểm cho đến cái vùng thấp nhất là giảm khoảng 5%. Nó bằng khoảng một nửa so với cái vùng giảm điểm ở hồi cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Sắp tới có thể thị trường nó sẽ đánh theo kiểu dích rắc như là trên màn hình anh chị em đang thấy để dần tiến tới vùng 1.300 điểm sau đó có thể sẽ tiếp tục xuất hiện một nhịp rũ nữa nhưng có thể nhịp rũ sắp tới mình đánh giá nó không mạnh nó chỉ dao động ở quanh khoảng 3 đến 4 phần trăm có thể nó sẽ test lại cái gáp được mở ra ở phiên ngày mùng 2 tháng 7 để mình lý giải với anh chị em về việc là thanh khoản ở thời điểm hiện tại nó thấp nó có rủi ro hay không hay là đây là cơ hội mình đánh giá là cơ hội nó vẫn có nhưng rủi ro nó vẫn có rủi ro nó đến với những cổ phiếu mà nó hết sóng ví dụ như thằng tv 2 hay một số cổ phiếu mà nó yếu ấy như tv 2 nó hôm nay mở cửa giảm sàn luôn hay như thằng quốc cường những cổ phiếu mà nó hết sóng thì nó vẫn giảm mạnh nhưng cơ hội nó vẫn đến với những cổ phiếu hoạt động tích cực hơn thị trường giả sử những cổ phiếu như MIG này như KDH này nó đang hoạt động kênh trên xuống đi lên hay như TCH này hay như HHS này hay một số cổ phiếu nó đang hoạt động tích cực hơn thị trường hay như thằng BSR này nó vẫn tiếp tục có xác suất đi lên trong thời gian tới lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết những cổ phiếu này để những anh chị em mà chưa có mà yêu thích những cổ phiếu này và đang muốn tham gia thì có thể canh cái điểm vào phù hợp tránh bị mua đuổi mua fomo anh chị em nhá về diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại thanh khoản nó thấp thì mình đánh giá là nó tương đồng so với giai đoạn hồi đầu tháng 5 thôi nó không khác quá nhiều ở giai đoạn này thị trường nó còn hồi phục từ cái vùng đáy lên đến vùng này trước cái phiên tăng mạnh là hồi phục khoảng 60 điểm nhưng mà cái nhịp này là thị trường nó giảm mạnh hơn nên cái mức tăng của nó cũng tăng mạnh hơn trước khi nó có một phiên bùng nổ nhưng thị trường chúng ta nó còn khỏe hơn giai đoạn này thứ nhất là cái nhịp chỉnh nó chỉnh ít hơn và nó nhanh chóng trở lại xu hướng sớm hơn là diễn biến thị trường cái giai đoạn hồi đầu tháng 5 và cho đến thời điểm hiện tại dòng tiền đầu cơ của tạo lập nhá phải, anh em phải chú ý dòng tiền đầu cơ của tạo lập chưa kích thích nhiều cổ phiếu gọi là cái dòng tiền mồi ấy, chưa chảy vào nhiều cổ phiếu mic khác để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia anh em chỉ cần thấy một vài phiên tới thôi cái dòng tiền đầu cơ nó tham gia nó kích thích nó mồi một số cổ phiếu tăng mạnh xác suất rất cao cái phiên đó thanh khoản thị trường nó sẽ tăng đột biến lên mức là khoảng 600 triệu 700 triệu hay là 800 triệu như cái phiên ngày mùng 6 tháng 5 nhé rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh tăng trần nhưng cái phiên này giao dịch thanh khoản nó chỉ rơi vào khoảng 666 triệu cổ phiếu và cái phiên này nó là cái phiên xác nhận cho rất nhiều cổ phiếu nó bước vào cái con sóng ngắn hạn như những cổ phiếu nhóm chứng khoán ở giai đoạn này hay nhóm cảng biển ở giai đoạn này nó tăng rất mạnh luôn BVS, CTS hay FTS rất nhiều cổ phiếu mà mình đánh giá những cổ phiếu như FTS này nó đang có vận động nó tương đồng giai đoạn này thôi một vài phiên tới nó có phiên tăng mạnh nó lại thu hút nó lại kích cầu nhà đầu tư tham gia ngay nên đây là cái lý do vì sao mình đánh giá với việc thanh khoản ở giai đoạn hiện tại nó thấp là tốt nó không phải xấu đâu thanh khoản ở những phiên như này, này mà nó cao thì mới đáng lo ngại. Nên anh chị em không phải quá lo lắng về giai đoạn hiện tại thị trường. Ở giai đoạn hiện tại thì thị trường nó đang gặp cái vùng cản ở hồi cuối tháng 6 giữa tháng 6 nên cái biên độ tăng nó cũng giảm dần vì nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng phiên ngày hôm nay bắt đầu chứng lại như là cái đánh giá ở đầu phiên ngày hôm nay à, trong ngắn hạn, một vài phiên tới có thể thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện rung lắc quanh 1270 1285. Vì nhóm banh là sau 3 phiên phục hồi liên tiếp hầu như đều đang gặp cản ngắn hạn. Ví dụ như anh chị em để ý những cổ phiếu như về Combank này, đầu viên tăng mạnh cuối phiên quay đầu này, hay như BID này không thể lên tiếp được vì nó đang gặp cái vùng cản kháng cự này, chưa thể lên tiếp được. Hay như STB này chưa lên tiếp được, hay như Techcombank, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đến phiên ngày hôm nay nó đều đang gặp cản kháng cự ngắn hạn. Buổi sáng ngày hôm nay mình có đánh giá mình gửi anh chị em. Nên có thể một vài bên tới thị trường nó sẽ đánh theo kiểu zigzag và sẽ sớm vượt qua cái vùng 1285 để tiến lên đến vùng 1300 điểm. Nhưng rất có thể sau khi sau cái phiên tăng mạnh để hướng lên đến vùng 1300 điểm, có thể cái phiên này này nó sẽ tăng khoảng 10 15 20 điểm luôn, tiến lên đến vùng 1300 điểm luôn. Sau đó lại tiếp diễn một cái nhịp rung lắc và có thể nhịp rung lắc sau này nó sẽ giảm khoảng 30 40 điểm thời gian tới anh em phải chấp nhận việc là thị trường sẽ thường xuyên xuất hiện rung lắc nhưng sau cái nhịp rung lắc mà thị trường test lại thành công nó sẽ giúp cho nhiều cổ phiếu bước vào một giai đoạn chạy nước rút và tăng rất mạnh trong thời gian tới và sẽ giúp thị trường sớm ừ. tiến lên đến mùng một ba năm mươi hay là một bốn thời gian tới thì anh em phải chú ý phải bám sát diễn biến thị trường Tại vì sao mình lại có những cái đánh giá này? Tại vì sao mình lại có những cái đánh giá về việc là thời gian tới khả năng thị trường nó sẽ sớm vượt qua 1300? Đánh giá về cái nhóm cổ phiếu tác động trực tiếp lên thị trường là cái nhóm ngân hàng với những cổ phiếu như MBB. Nó đang có một cái vận động tái tích lũy kênh trên xu đi lên. Nó tương đồng so với cái hồi tháng 8 đến tháng 12 và sau đó cổ phiếu này nó tăng rất mạnh. Thời gian tới sau khi nó tích lũy xong khả năng nó sẽ sớm vượt qua vùng đỉnh vùng 24, vùng 25. Có thể nó sẽ có một nhịp tăng nữa từ cái vùng này. Nó tiến lên đến vùng 3X, vùng 30. Đấy là về diễn biến của thằng MVB. Cũng như thằng Techcombank nó đang dần hoàn thiện một cái mẫu hình gãy nền rũ. Sau khi hoàn thiện xong cái mẫu hình này nó sẽ đánh theo kiểu vòng cung đi lên trong thời gian tới. Đấy là mình đánh giá về một số cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng như thằng VB Bank này, nó đang có một nền tảng tích lũy này anh chị em thấy không? Hay như kể cả SHB thôi, hay như ACB thôi. Rất nhiều cổ phiếu nó đang tái tích lũy kênh trên hay là thằng khỏe nhất nhóm ngân hàng. Phiên ngày hôm nay đang tăng rất mạnh luôn. Để anh chị em thấy được là sóng ngân hàng thời gian tới nó sẽ tiếp diễn và sẽ giúp thị trường bật tăng đi lên trong thời gian tới. Thế là giai đoạn này anh chị em trong danh mục của anh chị em có một cổ phiếu ngân hàng không sao cả. Như vậy anh chị em mà thấy không thích nhóm ngân hàng lắm thì có thể cầm tỷ trọng khoảng 10 15% thôi để dành vốn dành cho những người có tính đầu cơ cao hơn mà khi nhóm ngân hàng thời gian tới chính thức nó vào sóng thì nó sẽ thu hút tiếp tục thu hút sóng của nhóm nhóm chứng khoán thì nó sẽ giúp cho nhóm chứng khoán nó có một con sóng chạy nước giúp trong thời gian tới và đây là cái câu chuyện của quý 3 của cái nhóm chứng khoán thì mình đánh giá những cổ phiếu như CTS này cái giai đoạn hiện tại nó vận động ấy kể như phiên ngày hôm nay phiên ngày hôm nay nó test lại như thanh khoản thấp này nó đang vận động tương đồng so với giai đoạn này thôi nhưng mà không nên đi ngang ở vùng này lâu quá đẹp nhất ấy thì ngày mai nên tăng mạnh. Ngày mai không tăng mạnh được thì nó đi ngang lâu quá. Ví dụ như thằng CTS ở nhịp này, từ cái phiên giảm mạnh nhất nhá, từ cái phiên này này, từ phiên này cho đến cái phiên tăng mạnh thì nó diễn ra trong khoảng 6 đến 10 phiên. Như phiên này 6 phiên rồi. Ngày mai mà không tăng mạnh được ấy, thì nó đi ngang lâu quá. Mà một cổ phiếu đi ngang kênh dưới lâu quá thì nó dễ thất bại. Nên mình nghiêng về một kịch bản là thằng là thằng CTS nói riêng, cũng như FTS, cũng như BBS hay là VDS đang cầm, MBS ngày mai nên tăng mạnh. phiên ngày hôm nay thì nó đang tương đồng soi phiên này này đây này. anh chị em ạ thì ngày mai cái nhóm chứng khoán nói chung cũng như là những cổ phiếu khỏe kênh trên những cổ phiếu như MBS là một, FDS là hai, CTS là ba, BBS là bốn, VDS là năm, VDS là leader. ngày mai nên tăng mạnh. mà thằng VDS ngày mai mà tăng mạnh thì nó sẽ tiến ngay tới vùng này. nó hoàn thiện luôn một cái mẫu hình vai đổ vai ngược tích lũy trong ngắn hạn nếu mình đánh giá với anh chị em về nhóm chứng khoán đầu tiên để anh chị em nhận diện cơ hội nếu như ngày mai mà nó xác nhận là phải mốc ngay, mốc khúc xúc ngay. Ngày mai mà nó vượt lên vượt khỏi cái nền ngắn hạn, nền kinh dưới đi lên, nó phủ nhận lại, nó giống như thị trường thôi. Thị trường đã làm được điều này trước rồi thì chúng ta phải nhận diện ra cơ hội. Chúng ta chỉ cần quan tâm một điều duy nhất nếu như anh chị em nhìn về cái xu hướng của thị trường chung là đánh giá về việc thị trường nó đã trở lại xu hướng hay chưa. Ví dụ những phiên như này là phiên anh em bán vì thị trường nó mất xu hướng, hay những phiên như này là lẽ là phải bán này, nó mất xu hướng là phải bán này. Thì những phiên quay lại xu hướng như này là anh em phải tham gia trở lại, phải mua trở lại. Đấy là đánh giá gọi là như con robot ấy. bán vì mất xu hướng, mua khi thị trường nó trở lại xu hướng. Và chính những phiên như này, những cổ phiếu như VDS nó trở lại xu hướng này anh em thấy không? Đấy là mua ở là mua phiên này này nó nó, nó tăng cuối phiên tăng ATC nên chúng ta không không nhận diện ra kịp. Nhưng mà thì phải mua ở phiên này mua gom dần quanh vùng này nó bám bám quanh cái đường màu xanh này bám quanh đường em 20 ngày và cổ phiếu này vẫn đang là cổ phiếu nó khỏe nhất đánh giá đến diễn biến này thì khả năng rất cao là cái nhóm chứng khoán ngày mai sẽ tăng mạnh và nó cũng trùng với cái kịch bản mà mình phân tích mình chia sẻ mình gửi anh chị em trong cái nội dung video ngày hôm qua ấy, là phiên ngày hôm nay có thể là cái nhóm Midcap nó sẽ rung lắc và sang phiên cuối tuần nó sẽ xác nhận trở lại xu hướng vì thị trường trở lại xuống trước rồi bây giờ là thời điểm những cổ phiếu này nó trở lại xu hướng theo sau thị trường trend following xu hướng là bạn chúng ta phải luôn đi theo cái xu hướng vì thị trường đó là cái sự kết tinh của 90 mươi 95 phần trăm các cổ phiếu trên thị trường trên toàn bộ thị trường nên cái xu hướng thị trường nó vẫn rất là quan trọng khi xu hướng thị trường nó chưa được xác nhận chỉ có một vài cổ phiếu nó đi ngược được so với thị trường nó tăng mạnh so với thị trường thôi nên mình đánh giá là giai đoạn hiện tại ý, nếu như là ngày mai mà xác nhận ý, thì nó sẽ mang đến cơ hội nhiều hơn là rủi ro ngày mai mà anh chị em để nhé nếu như mà anh em sợ quá ý, anh chị em có thấy đầu phiên cổ phiếu nào nó xác nhận trở lại xu hướng anh chị em thăm dò trước cuối phiên mà thấy nó xác nhận đóng cửa vượt qua trở lại cái xu hướng anh chị em giải ngân nốt cái phần còn lại hoặc là có thể chia ra mỗi phiên anh chị em mua một ít gom một ít để tránh trường hợp lỡ chẳng may đùng một cái nó xuất hiện một phiên bất ngờ như là ngày 15 tháng 4 và anh chị em luôn luôn có cái lệnh chặn lệnh stop order nhá kẻ cổ phiếu đang có lãi nhưng mà khoản lãi hiện tại nó không nhiều đâu nó chỉ loanh quanh khoảng 3 đến 5 đến 7 hay cổ phiếu nào nó tăng khỏe hơn thì có thể 10 giúp anh chị em thì với một phiên giảm bất ngờ nó vẫn có thể hoàn toàn lấy đi khoản lãi đó và khiến anh chị em lỗ ngược luôn cơ nên để an toàn thì anh chị em vẫn nên đặt cái lệnh chặt, lệnh stop order Thì mình có cái hướng dẫn ở app TCBS và VPS Anh chị em mà chưa biết sử dụng ấy thì có thể nhắn cho mình, mình gửi hướng dẫn nha Anh em nhé Đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường trong thời gian tới Mà anh em cần phải bám sát, cần phải chú ý, cần phải theo dõi Sau đây thì mình sẽ bước sang phần số 2 Phân tích về một số cơ hội trong phiên ngày mai Và một vài phiên tới trong thời gian tới Mấy em cần phải chú ý anh chị em nhá. Vừa rồi thì mình có phân tích với anh em về nhóm chứng khoán rồi. Anh em chú ý cho mình ba cổ phiếu ưu tiên nhất là ba cổ phiếu nó khỏe nhất. Thứ nhất là thằng VDS. Nếu như trong trường hợp ngày mai ấy, mà thằng FTS nó tăng nó vượt qua cái vùng 43.7 thì anh chị em thăm dò trước đầu phiên, nếu như cuối phiên xác nhận và nếu như mà nó nó tăng càng mạnh càng tốt. Anh chị em mua nốt vị thế khi cổ phiếu nó đang ở vùng này này anh chị em mua nó sẽ an toàn hơn rất nhiều và đợi đến khi nó lên đến vùng 47 48 anh em mua rủi ro chứ lên đến đây mua rủi ro hơn nhiều thứ hai thứ ba là CTS CTS trong trường hợp ngày mai ấy, mà nó vượt qua được cái vùng 41.1 thì anh em mua đóng cửa cao nhất hay là thậm chí đóng cửa giá trần thì càng tốt không sao đâu mua giá trần ok luôn anh chị em nhá thứ ba rồi thứ tư là thằng BVS BVS hôm nay hoạt động tích cực nhé BVS mà ngày mai thôi nó đang hoàn thiện cái mẫu hình vai ở vai ngược trong thời gian rất khung thời gian rất nhỏ cuối phiên rút chân đóng cửa cao nhất cao nhất cái khung thời gian 4 giờ thôi nhưng nó vẫn đang thể hiện tín hiệu lưỡng lự để báo hiệu trong một tín hiệu ngày mai nếu như ban đầu vượt qua được 42.5 anh em thăm dò trước xác nhận vượt qua 42.8 anh em lấy nốt vị thế cho mình lấy nốt vị thế thời gian tới ấy, khả năng nó tăng mạnh ở BVS khả năng nó tăng mạnh là rất cao đấy anh em nhá đấy bốn cổ phiếu thôi bao lớp thêm của thứ năm nữa là thằng MBS nhưng MBS thì hôm nay trong phiên thì vượt qua được nhưng cuối phiên thì nó lại thể hiện tín hiệu lưỡng lự ngày mai mà vượt qua nhé xác nhận vượt qua cái phiên cao nhất giá cao nhất ngày hôm nay để anh em mở vị thế nếu như chưa cầm thằng MBS anh em nhá đấy là top 5 cổ phiếu mà mình ưu tiên nhất nhóm chứng khoán nhưng anh chị em ưu tiên ưu tiên nhất từ trên xuống theo thứ tự 1, 2, 3 anh em nhé Ngoài những cổ phiếu này ra thì còn một vài cổ phiếu mà mình đang thấy hoạt động của nó rất tích cực Đó thằng BSR Cổ phiếu này nó đang có cái vận động nó tương đồng so với cái giai đoạn ở hồi cuối tháng 8 năm 2023 Sau khi nó quay về quanh cái đường MA 50 ngày Hỗ trợ ở quanh đường MA 50 ngày Nó test đi test lại và nó xác nhận một phiên trở lại xu hướng là cái phiên ngày 28 tháng 8 và sau đó nó tăng theo kiểu hình chữ V đi lên luôn Mỗi phiên nó không tăng quá mạnh đâu Nhưng từ phiên này cho đến đây là tăng gần 20% Thì nó sẽ giúp anh chị em tham gia ở vùng này Mang về khoản lợi nhuận tối ưu Thì từ vùng hiện tại mà anh chị em tham gia Thì có thể kỳ vọng nó tiến lên đến cái vùng 27 cộng trừ Để chốt lời từ vùng 26 đến vùng 27 cộng trừ Để chốt lời với cái thằng BSR thời gian tới Thay thì nó vẫn còn nguyên cái game chuyển sàn Phiên ngày hôm nay nó xác nhận vượt qua 22.7 Là một tín hiệu rất tích cực Ngày mai ngày kia mỗi viên nó tăng khoảng 1-2-3% thôi à, Nó sẽ vượt qua vùng này Cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu có một cái mẫu hình gãy nền rũ đấy Một cái nền dáng ngắn hạn Và sau đó nó tăng vượt đỉnh Sau khi tăng vượt đỉnh thì nó xảy ra một nhịp rũ rất mạnh xuống dưới Sau khi rũ mạnh nó lại hồi phục đi lên Nó xác nhận một cái mô hình test đáy ngắn hạn và phiên ngày hôm qua là một phiên lại đấy với thanh khoản rất thấp. Thì sau khi tái lại ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay nó bật lên này. Anh em thấy không? Cổ phiếu BR cũng là một trong những cơ hội anh em cần phải chú ý, cần phải bám sát và có thể tham gia. Nếu như mà ngày mai nó có giá đỏ đầu phiên ấy, quanh 22.5 thì anh em thăm dò. Nó xác nhận tiếp tục vượt qua 22.7, 22.8 thì anh em giải ngân gia tăng vị thế anh em nhá. Còn một cổ phiếu nữa mà mình muốn chia sẻ với anh chị em, đó là cái thằng MIG. Mua đẹp nhất là ngày hôm nay. Tuy nhiên anh chị em nào chưa kịp mua ngày hôm nay thì có thể giải ngân ở sáng ngày mai. Nếu như ở đầu phiên ngày mai nó có giá đỏ, anh chị em có thể giải ngân quanh vùng 21.5, 21.6 ở đầu phiên ngày mai. Nếu như đầu phiên ngày mai nó rung lắc thì anh chị em nhớ chú ý để bám sát và giải ngân thằng mới gờ. Anh em nhá, nên có cuộc cổ phiếu này trong danh mục. Nó có một cái nền giá, một cái mẫu hình tương tự thằng BR luôn. Mẫu hình gãy nền rũ này, anh em thấy không? Một cái nền tích lũy ngắn hạn sau khi vượt đỉnh thì nó rũ mạnh sau khi rũ mạnh thì nó test lại test lại trong thời gian ngắn và nó lấy lại cái xu hướng và rất có thể những người này một khi tăng ấy, nó tăng hình chữ v lên luôn vì nó đã rũ xong rồi anh chị em nhá anh em chú ý thêm thằng mấy có thể canh để giải ngân giá đỏ ở phiên ngày mai hay thằng bmi mình thấy hoạt động của nó tương đối tích cực khả năng sắp tới nó sẽ tiếp tục nó tăng tiếp tục đi lên tiếp tục trong những cổ phiếu tiềm năng thì mình thấy là có cái thằng hdg nữa thằng HDG cuối phiên hôm nay nó xác nhận một phiên đóng cửa cao nhất phiên có thể coi phiên ngày hôm nay là một phiên tách cung anh chị em chưa mua ngày hôm nay không sao đâu ngày mai mà vượt qua vùng 29.5 nó xác nhận vượt qua cái đường cản chéo này để nó trở lại xu hướng của chính nó ngày mai mà tăng mạnh thì HDG rất là đẹp luôn rất là tuyệt vời luôn anh chị em chú ý cho mình thêm cái thằng HDG của anh em nhé TCH thì phiên ngày hôm nay nó có một phiên test rất đẹp này TZ đóng cửa xác nhận nằm phía trên đường xu hướng ngày mai mà những buổi tăng mạnh thì rất là đẹp luôn ngày mai mà TZ tăng mạnh rất đẹp thì nó sẽ tương tự giống như thằng DRC ở phiên ngày hôm nay ấy. nó xây một cái nền đi ngang sau đó thì tăng mạnh sau khi tăng mạnh thì nó rũ ngược xuống dưới sau khi rũ ngược xong nó đi ngang khoảng một vài phiên và tiếp tục nó trở lại đây là gọi là nhịp rũ ngắn hạn gọi là nhịp rũ rất nhanh ấy. thì thằng TZ nó cũng đang làm một cái điều tương tự như vậy anh em thấy không nền giá về mẫu hình nó chẳng khác gì nhau đâu nên mình đánh giá khả năng tz ngày mai nhưng nhóm trứng đi lên thì tz ngày mai không thể nằm im một chỗ đâu thì anh em phải chú ý thêm nếu như chưa cầm tz mà ngày mai thấy những người này lên ấy múc ngay múc khúc xúc ngay anh em nhá hrs thì đang lên rồi đấy đang lấy lại xu hướng này Thế những cổ phiếu này mình phân tích với anh em còn trên video mà chưa có cổ phiếu của anh chị em ấy chưa có cổ phiếu anh em đang cầm ấy thì anh em có thể comment bên dưới hoặc à, có thể inbox ngay cho mình còn anh chị em theo dõi video mà yêu thích phương pháp đầu tư của mình Muốn về đồng hành của mình thì có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhanh chóng về đồng hành của mình thời gian tới chúng ta cùng nhau chinh phục những cơ hội tiềm năng này để biến nó thành khoản lợi nhuận để chốt lời sớm gặt hái được những lợi nhuận từ thị trường từ những cổ phiếu tiềm năng nó mang lại anh chị em nhé và anh chị em theo dõi video đến giờ này thì nhớ để lại cho quang một nút like một subscribe và có thể share video đến những người anh em đang quan tâm giúp mọi người có thêm cái góc nhìn về thị trường cũng như là các cơ hội tiềm năng những cổ phiếu khỏe nó sắp tăng mạnh anh chị em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi